chết đấy. Một đèo phát Mourinho đi vào luôn. Mourinho vừa quả kinh. Rất không ý thằng huấn luyện viên của thằng Chelsea ạ. Nó một đèo phát thằng vừa quay ngoắt vào đi vào luôn. Phản ứng luôn kiểu tôi nên xem được mày không yếu không? Nó đang phản ứng nào gì? Tôi nghĩ là nó phản ứng là lúc ấy hết thời gian mình giờ rồi. Lúc ấy là 4-7 phút bao nhiêu rồi? Đâu? Địt mẹ thằng nào thấy chết thế? Địt mẹ cái này thì bao nhiêu tiền cho vừa? Nào. Cái này bao nhiêu tiền cho vừa? Đâu? Cái này trước rồi em ạ. Cái này cái mới. Địt mẹ cháy rồi. Thôi đéo dùng siêu rồi nữa. Thì mà dù gì nó cũng khô rồi. Cái mùi chuyện nó không biết tắm. Thế được hả? Ai bên ai tay đổ nước sang để làm gì? Người đó chính là ai? Yêu em và yêu em thôi. Bye bye. Người đó chính là anh. Hai tạ nguyên tạm một yếu. Nguyên vơ cái đá này mình biết thắng. Đá như được quên. Bọn Chelsea mẹ quả đầu tiên nhanh lần. Người đã quên con đường. Anh sẽ mày tìm ra đây. Qua mày ít rác nữa. Thành các thứ trực nhật thì quét đi với bọn này làm không bao giờ trực nhà vệ sinh cụ nó thôi mình vào này xem ảnh này bọn nó làm nền cho tôi biết rồi vừa nhìn ảnh rồi không thằng này nó tung lên nhìn chữ luôn ơi ôi nhìn mặt nhỉ ghê vãi tập trung đâu bạn đâu sao có cả mấy ông già đây này ngoài đó đây cái ảnh vừa có mấy ông già đây. Mấy gà đây mấy thằng kia đâu lọt vào gì đâu rồi đẹp rồi tôi biết độ đẹp không nó đánh cù là nói đấy em đánh con nào có tủ của em ấy con đầu tiên này nó đụng được lên to lắm lại rất nặng để nó đấy có tủ của em mai mừng còn mình có mạng không có không anh Hùng ơi anh biết tin gì chưa xin thông báo với anh là đã có lịch đăng ký tiến cử đâu máy đâu rồi? Người đó không dừng là anh nghĩ ai được thắng được em ạ? À? Xin lỗi em ngay đi. Mai chắc tôi không mua máy thì ngay chút luôn. Cảm giác nó yếu yếu á. Hay tại vì 8 nhỉ? Đấy biết được. Bên ơi. Phải như thế nào? Không được.
Rồi khi lên đây bây giờ anh leo xuống phố đứng lên đánh này. Ra đây đứng lên đánh này. Sao mày bảo mày này đứng lên đánh theo. Không tính nhá. Không tính. Không có sửa ra. Sửa gì? Anh hùng bác vô trời ơi anh hùng đẹp trời bản thông tin sinh viên thì mình xin cái đấy là cái gì nhỉ Hoàng? Bản thông tin sinh viên á? Ừ. Không biết không tìm hiểu đi tìm hiểu thì bảo tôi nghe em không cầu mà sơn không bản thông tin sinh viên hay là cái giấy xác nhận của trường ấy nhỉ? Thì không được sinh viên đúng đấy dễ cái đấy lắm. Từ đến hình như là sao xin phát được luôn rồi. Xin được về 2 ngày sau mới xin được. Đơn xin dự tuyển thì mình lấy được không? Đơn xin dự tuyển mình không biết mình viết à? Cái tay à? Rồi, được chưa? Chú đang tôn gọi cái gì ở bên? Xác nhận mail á? Một chút xác nhận à? Mày có tiền đâu mày đứng lại. Cái gì quá? Báo không anh có phòng chơi. Bây giờ anh có ủng bán độ là 2 tỷ độ một bán thôi mà. Cái gì sao nói này? 8 tỷ, 9 tỷ, 6 tỷ, 2 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ, 8 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 tỷ,